Giáo chủ biết chỗ nào vui chơi ăn uống gần khu vực Mỹ Đình không ạ? Bút ghét tầm 2M trở xuống. Nghĩa sao là Mỹ Đình nhỉ? Mỹ Đình. Chưa giờ lên Mỹ Đình luôn. Để ở đi xem đá bóng lên sân Mỹ Đình. Mỹ Đình có cái gì để tiêu được 2 triệu nhỉ? Mỹ Đình à? Mỹ Đình à? Bây giờ nhá. Mỹ Đình. Đầu tiên là bạn đi tìm một cái nhà nghỉ. Đi thuê một cái nhà nghỉ mà đi chơi một buổi tối thôi. Đi thuê một cái nhà nghỉ ở Mỹ Đình ấy thì cũng chỉ mất khoảng cho 3 lốp một đêm đấy, đúng chưa? Đấy là đắt vãi lộn ra rồi đấy. Thì còn lại 1,7 triệu, đúng chưa? Đã xong còn lại 1,7 triệu rồi. Đấy, tôi khuyên bạn đây là không phải là rủ vào nhà nghỉ để làm mấy cái trò linh tinh đâu nhá. Thế là còn lại 1,7 triệu là vào nhà nghỉ rồi. Thế là lúc đấy bạn mới nhắn tin thôi. Thế xong tôi sẽ cho bạn một cái số điện thoại. Đấy. Thế sau đó bạn sẽ lên tải một cái ứng dụng tên là Telegram. Đấy. Sau đó là tôi cho bạn một con số. Đấy. Sau đó là tôi sau đó thì bạn đấy, sau khi tôi đã cho bạn một con số rồi thì tôi sẽ thì bạn lúc đấy bạn sẽ tự biết bạn phải làm gì. 1,7 triệu đi con mẹ mày nửa con, các bạn hiểu không? Phải gọi là nửa con chó đấy, tôi chỉ nói cho các bạn biết là như thế thôi. Nhưng đấy có phải là tất cả cùng vui happy vãi luôn đâu, mà đấy không chỉ là Mỹ Đình thì con mẹ con là Mỹ Tho con mẹ đi thì cũng là ok la luôn. Đây là một cái cách dùng chung, nếu nhất thiết là phải Mỹ Đình cộng một nhá. Nhà Telegram uy tín lắm đó, các bạn nhỏ nó rất là tầm uy tín luôn. Cho xin link Telegram luôn chứ đóng xin link gì, mẹ mày chúng mày mất dạy. Lên Telegram đây chỉ có những cái mục đích người ta trong sáng nói chuyện, một cái ứng dụng đi các mẹ em nhắn tin có tính bảo mật cao thế thôi, chứ còn chúng mày còn xin số cái gì, link gì, chơi sinh viên 69.com vào đi. Đấy là trên sinh viên 69.com. Đấy là link đấy. Link đấy. Đi mà. Phải luôn.